Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Uyên Hoàng trong thời trở lại với quý vị với phần 4 của Thời sự Thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến Ngày Quốc tế Phụ nữ. Thế nhưng ở tại Mexico đã xảy ra tình trạng bạo động rất nặng nề. Những người phụ nữ họ đang chán ngán cái chế độ của ông Obrador, Tổng thống Obrador. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, họ đã kéo đến dinh Tổng thống. Và như quý vị nhìn thấy đó, đây là những người phụ nữ. Họ không phải là những người thiếu niên, mà thanh niên mà tham gia vào các cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ như chúng ta nhìn thấy. Hậu quả đó là những người phụ nữ này nói chúng tôi đã chán ngán trong lúc mà mọi người trên thế giới nghĩa là đang còn vận động cho cái quyền của người phụ nữ, thì tại ở Mexico ngay cả trong chính phủ và tổng thống nữa cũng vi phạm bằng cách đó là hỗ trợ cho những kẻ đã bị cáo buộc là hãm hiếp, sách nhiễu tình dục người phụ nữ mà chính phủ không có đưa ra những cái hành động nào khác. Ấy vậy mà còn hỗ trợ cho những cái kẻ mà sách nhiễu tình dục nữa. Hậu quả là các cảnh sát đã được đưa ra để bảo vệ dinh tổng thống. 62 cảnh sát đã bị thương và ngược lại thì có 19 phụ nữ cũng bị thương trong cái vụ này. Bởi vì biết trước xảy ra các cuộc biểu tình bạo động này, ông Obrador đã ra lệnh cho cảnh sát xây dựng một cái hàng rào chung quanh dinh tổng thống. Và như quý vị nhìn thấy, những người phụ nữ này họ đập phá và dùng những cái chai xăng để ném vào cái bầu không khí nó chưa chấm dứt, thưa quý vị, vào thời điểm này. Và bên cạnh đó, quý vị nhìn thấy cái màu tím đó, ngày hôm qua cái màu tím được xem là biểu tượng trong cái phong trào tranh đấu đòi thêm quyền cho người phụ nữ nữa. Họ sử dụng cái màu tím này trên khắp thế giới nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 2021 này. Nhưng mà riêng ở Mexico cho thấy cái tình trạng này không chỉ riêng vào thời điểm này, mà những người phụ nữ biểu tình họ nói là họ chán ngán bởi vì đã xảy ra cả hàng chục năm nay mà chính phủ không hề có bất cứ một cái hành động nào để nhằm làm giảm thiểu cái tình trạng mà đàn áp phụ nữ và kể cả ngay cả những bé gái ở trong nhà nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, từ hơn một năm qua đó thì chúng ta cũng nghe tin đó là vợ của danh thủ bóng rổ Kobe Bryant, cô Vanessa Bryant đó, đã nộp đơn kiện văn phòng cảnh sát trưởng Los Angeles, là bởi vì cái văn phòng cảnh sát trưởng này cùng với sở cứu hỏa Los Angeles là hai cái cơ quan đến đầu tiên cái hiện trường tai nạn của Kobe Bryant. Và từ đây đó có một người ở văn phòng cảnh sát trưởng là đã được báo chí họ chứng thực, nhưng mà tin đồn là có một vài người nữa từ cái sở cứu hỏa cũng đã chụp lại những cái ảnh tai nạn, mà trong đó là có ảnh thi thể bị không nguyên vẹn của Kobe Bryant. Và những cái người này đã lan truyền bằng cách là show off cho bạn bè rồi những cô bạn gái biết. Thì từ hơn một năm qua, cô Vanessa Bryant cô đã nộp đơn kiện, mà không chỉ kiện suông mà bởi vì cô muốn là cái văn phòng cảnh sát trưởng phải công khai tên của những người cảnh sát viên hoặc là những người lính cứu hỏa nào đã chụp và phát tán những cái bức ảnh này. Và vụ kiện đã kéo dài từ năm ngoái cho đến bây giờ. Thì vào sáng ngày hôm nay đó, một thẩm phán liên bang đã công nhận cái yêu cầu của cô. Bởi vì từ trước đến nay quý vị cũng biết là chỉ có luật cấm các cảnh sát họ không được chụp ảnh những cái vụ mà giết người, homicide, còn những cái tai nạn đó thì không có luật, thưa quý vị, mà thường là nó dựa vào cái đạo đức nghề nghiệp của những người cảnh sát, mà đặc biệt là tai nạn của những người nổi tiếng đó, thì thường đó là họ biết là khi mà chụp ra như vậy thì sẽ gây ra cái sự xáo trộn bởi vì người dân sẽ chú ý, cho nên là thường không có ai chụp cả. Nhưng mà với Kobe Bryant lại là một cái trường hợp khác, bởi vì anh nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới, thưa quý vị, cho nên là ông thẩm phán ổng
công nhận cái quan điểm của phía cô Vanessa Bryant, đó là ông nói là trong cái trường hợp đặc biệt như Kobe Bryant á, thì những cái người mà cảnh sát này họ phải biết được một khi mà phát tán ra nó sẽ gây ra cái sự xáo trộn từ công chúng và nó gây ra một cái sự tổn thương nặng nề cho phía gia đình của nạn nhân, cho nên là những cái người cảnh sát này họ phải biết hành xử như thế nào là đúng, chứ không phải là bởi vì không có luật cho nên là họ muốn làm gì thì làm, mà chỉ đơn giản là bởi vì muốn show off với những người khác mà thôi. Thì khoe khoang như vậy. Thì bây giờ đó là đơn kiện của cô lúc đầu đó là cô chỉ muốn công khai tên của cái người từ văn phòng cảnh sát trưởng, nhưng mà theo như những tháng mới đây luật sư của cô tìm hiểu được đó là có người luôn ở cái sở cứu hỏa cũng đã lan truyền, nhưng mà họ lan truyền một cách bí mật hơn, cho nên là không biết tiếp theo cô có đòi yêu cầu công khai tên của những người lính cứu hỏa hay không. Trong thời gian qua, liên quan đến đại dịch coronavirus, nhiều người vẫn quan tâm là không biết được có thêm những cái con virus nó biến chủng, chủng 1, chủng 2 từ chủng Anh Quốc đến chủng Nam Phi và sang đến Brazil nữa. California này cũng có ít nhất là 50 trường hợp đắp mực điếc có biến chủng từ Anh Quốc. Rồi ở tại Anh Quốc tình trạng biến chủng cũng có. Thế nhưng các hãng dược phẩm trong đó Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, BioNTech v.v. họ tiếp tục thực hiện những cái cuộc thử nghiệm để xem các loại thuốc chủng hiện nay có tiêu diệt được con biến chủng mới hay không. Và tin tức rất vui, sáng ngày hôm nay công ty Pfizer cho biết trong thời gian qua họ thử nghiệm ở tại Brazil và cho thấy loại thuốc Pfizer cũ không phải là loại thuốc mới. Bởi vì thuốc cũ đã được chứng nhận, còn muốn ra một cái loại thuốc mới cũng phải cần có cái sự chứng nhận mới của cơ quan FDA. Thì công ty Pfizer tuyên bố ngày hôm nay loại thuốc Pfizer mà quý vị chích 2 liều vừa rồi đó có khả năng tiêu diệt được luôn con biến chủng mới ở Brazil. Nhưng mà họ không nói tới Nam Phi hay là Anh Quốc. Trước đó thì ông tổng giám đốc của công ty Pfizer cũng đã tuyên bố trên những cái cuộc nghiên cứu thì họ thấy mặc dù là biến chủng, nhưng cái con này vẫn là coronavirus, nó vẫn là COVID-19, nó được đặt cái tên khác. Và cái khả năng tấn công của chúng, thứ nhất là nhanh hơn, thứ hai là có thể tàn phá hơn. Tuy nhiên khi mà đụng tới cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta, thì đây cũng chỉ là con COVID-19, chúng đã bị cái sức đề kháng tiêu diệt. Cho nên công ty Moderna, Pfizer, họ nói rằng quý vị yên tâm, bởi vì cái kết quả thử nghiệm cho thấy rằng Pfizer đã thành công trong cái việc tiêu diệt được luôn cái con biến chủng mới này. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cảnh sát ở tại khu vực Rancho Cucamonga hiện nay đang điều tra một cái vụ án mạng mà trong đó một phụ nữ và một đứa bé gái 8 tuổi đã bị thiệt mạng. Thì cảnh sát cho biết là khoảng 3 giờ sáng ngày Chủ nhật đó, họ nhận được điện thoại từ phía hàng xóm, chứ không phải là cái gia đình này, bởi vì hàng xóm nghe có những tiếng la hét giống như là có người bị tra tấn. Thì cảnh sát tìm đến đó, thì phát hiện là một phụ nữ 44 tuổi và một bé gái 8 tuổi, hiện nay danh tính cũng đã được xác nhận. Người phụ nữ là Cha Cha, còn đứa bé gái là Ruby Man. Gia đình này là người gốc Trung Quốc, thưa quý vị. Đã bị đâm chết và một phụ nữ 35 tuổi khác bị thương đưa vào trong bệnh viện. Bởi vì người này còn sống cho nên danh tính không có được công khai. Thì theo như khoảng vài ngày điều tra đó, bây giờ phía cảnh sát cho biết là cái căn nhà này đó là có một cặp vợ chồng ở với đứa con gái 8 tuổi và một bà nội hoặc là bà ngoại. Nhưng mà bởi vì gia đình này không có nói tiếng Anh được nhiều cho nên họ sống rất là khép kín, hàng xóm cũng không có biết nhiều về họ. Thì theo như điều tra ban đầu đó là cái gia đình này vào khuya ngày sáng sớm ngày Chủ nhật bị một kẻ lạ đột nhập vào và đi vào cái phòng mà có hai người phụ nữ với bé gái đang ngủ, tấn công và đâm chết hai người, làm bị thương người thứ ba. Còn người chồng và bà nội hoặc bà ngoại đó thì nằm ngủ ở những cái phòng khác cho nên là không có sao cả. Bây giờ cảnh sát họ nói rằng họ đang thu thập tất cả camera của những nhà hàng xóm, bởi vì có người nhìn thấy một cái chiếc xe pickup truck lạ xuất hiện ở nơi này vào lúc 1 giờ sáng. Và hiện nay cái nguyên nhân cũng chưa được đưa ra bởi vì cảnh sát họ không có nói nhiều. Mình thấy có nhiều cái vấn đề nghi vấn, có cướp hay không mà tại sao chỉ tấn công hai mẹ con?
những người khác trong nhà không thấy bị tấn công, mà tại sao chỉ nhắm vào người này thôi, mà trong nhà đồ vật hay là có cái thù oán gì với gia đình này hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và nếu có thêm những chi tiết sẽ gửi đến quý vị các bản tin cập nhật. Giờ đây thì tạm ngưng chương trình này, mời quý vị giữ nguyên làn sóng này, tiếp tục theo dõi cái chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV vào Facebook, YouTube, vào trong trang nhà littlesaigontv.com đọc thêm các bản tin đáng chú ý quý vị nhé. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.